Vâng, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người chưa tìm được đường link để xem được trực tiếp trận đấu giữa Everton và Tottenham thì ngay bây giờ các bạn hãy click vào bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn thấy là link xem trực tiếp thì các bạn ấn vào đường link màu xanh thì các bạn có thể là xem được cái trận đấu này thôi. Nếu như xem được rồi thì các bạn đừng quên ấn like video này và đăng ký kênh để mình có thể gửi tới cho các bạn những đường link tiếp theo nhé. Ngoài ra mình cũng để thêm một đường link ở bên dưới phần comment. Các bạn có thể xuống comment và các bạn nhấp vào đường link đó các bạn xem. Còn nếu như hai đường link này mà các bạn không xem được thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn của Di thì các bạn có thể là xem được thôi. Bây giờ Di sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn ngay đây. Đầu tiên các bạn cũng vào Google Chrome ha. Sau đó các bạn lên tìm kiếm. Các bạn gõ cho mình là mì tôm chấm 90 phút. Phút 4 chữ T nha các bạn. Chấm X Y Z. Rồi sẽ hiện lên như thế này cái đường link này nè, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn tắt cái quảng cáo này đi. Các bạn lướt màn hình lên, lướt lên, lướt lên, lướt lên, lướt lên. Đây, trận đấu giữa Everton và Tottenham nằm đây. Khi đến giờ nó đá thì các bạn cứ việc ấn vào nó các bạn xem thôi. Các bạn cũng lại tắt cái quảng cáo này đi. Thì khi nào nó đá thì nó sẽ đá đây cho các bạn xem. Chúc bạn xem vui vẻ nha.